Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An vừa có văn bản về việc tiếp tục tăng cường triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả để nhanh hơn nữa việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho các nhóm đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đảm bảo an toàn, khoa học và sử dụng hiệu quả vaccine được phân bổ. Chỉ đạo Sở Y tế chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan đẩy mạnh tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi, rà soát lập danh sách và tổ chức tiêm đủ các mũi tiêm theo hướng dẫn của Bộ Y tế cho các trẻ đủ điều kiện tiêm chủng. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan tiếp tục truyền thông, vận động người dân tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 kịp thời, đầy đủ, đặc biệt chú trọng truyền thông tiêm mũi 3 cho người từ 12 tuổi trở lên, tiêm mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao theo hướng dẫn của Bộ Y tế và tiêm đủ 2 mũi cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.